Chào các bạn Đây là chiều cuối tuần của mình mà Mình ở trong nhà đây Ngoài vườn thì thường khi mấy tuần trước thì Cuối tuần là ra ngoài vườn Nhưng mà hôm nay ngoài vườn nó ướt lắm chẳng có cái gì ngoài mà ra Thành mình lại đổ bánh xeo ăn Đây dạ thì mình mua rau này là rau của vườn mình này mình hại trước ngày đóng đá đấy các bạn nhưng mà rau của vườn thì để lâu hư và đây là cái nhân à, của mình đổ bánh xeo ở đây mình đổ được một cái rồi nè đây là bột đây là mình à, bắt đầu đổ cái này trên chảo đây à, theo như mà đổ bánh xeo à, Đây là kiểu của nhà mình chứ còn trước đây thì à, à, mình cũng giống như mọi người đổ cứ sắp tôm thịt tôm thịt thì thấy cái bánh nó đẹp thiệt nhưng mà ăn không ngon đâu các bạn. Mình xào à, à, tôm, thịt, à, mực à xịt à, mình cứ xào lồn sắc nhỏ hết á, sao lồn như vậy rất là ngon. Thì à, chiều cuối tuần hôm nay của mình thì à, mình à, ở trong nhà độ bánh xèo thôi. Mời các bạn cùng ăn bánh xèo với mình nè, mình mới làm xong đây. Đây một cái. Đây hai cái. Rau sống là các bạn à. À, Bánh xeo thì ăn với rau sống là ngon Nhưng gia mình thích làm à, Riêng mình thích làm rau chín với các bạn Là mình ăn được nhiều rau hơn rồi mà muốn ăn thêm rau sống thì có dựa rau để sẵn là các bạn còn mình thì à, vừa ăn chín vừa ăn sống mà ăn giờ đi ra rau nó xẹp xuống các bạn để ăn được nhiều rau cho con vì già mình rau nhiều á là mình ăn cách này là mới máu hết kiểu bi rau <laughs> thôi mời các bạn cùng ăn trưa với mình nha Cùng ăn bình xeo với mình chào các bạn chúc các bạn một ngày thật an lành